Namaste. Chào mừng các bạn đã trở lại với các bài tập của Hà Nga. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập yoga giảm cân dành cho người mới bắt đầu. Ngày số 4, giảm mỡ vòng eo và thải độc. Hãy sẵn sàng để chúng ta trở lại trên thảm với bài tập. Và hôm nay là một bài tập thể lực, các bạn hãy luôn nhớ chuẩn bị cho mình dụng cụ hỗ trợ nhé. Chúng ta sẽ cần đến sự hỗ trợ của cái cuốn cổ tay sẽ giúp cho bài tập của chúng ta hiệu quả hơn và giảm bớt chấn thương. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần khởi động khớp cổ tay. Hai tay sang ngang, bạn sẽ xoay khớp cổ tay. Xoay theo chiều. 5, 4, 3, 2 và 1 đảo chiều. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, mình thở ra. Đưa hai tay về phía trước mặt. Hít vào, lật cổ tay lên. Thở ra, gập xuống. Chúng ta sẽ bắt đầu. Hít lên, thở xuống. Hít 2, thở xuống. Hít 3, thở xuống. Hít 4, thở xuống. Hít 5, thở ra giữ nào 5. Nào đẩy thẳng cổ tay lên. 4, 3, 2 và 1. Hít vào, mình thở ra gập xuống, mình tiếp tục giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, thở ra xuống. Và chống hai tay xuống thẳng, cánh tay và đùi vuông góc với thảm nằm. Vai ở đâu, tay chống ở đó. Hít vào, võng lưng nhấc cao vai. Con bò, thở ra gù lưng, đưa cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống. Con mèo, hít vào, võng lưng nào, thở ra. Con mèo, một lần nữa hít vào, võng lưng, nhấc cao vai, tà giữ ở đây. 5, 4, 7, ngược lên. 3, 2 và 1. Thở ra, gù lưng lên cao, đưa sát cằm về hõm cổ, mình giữ nào. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, rồi mình thở ra. Nâng người lên trong tư thế con lạc đà. Tư thế con lạc đà, các bạn hãy dựng gót bàn chân của mình lên lại. Dựng gót bàn chân lên. Trong mức cơ bản, hai tay của bạn chống phía sau mông đấy nhé. Hít vào, đẩy ngực nào, đẩy hông phía trước. Mở vai ra sau. Bạn cố gắng bảo vệ cong và đốt sống ngực của mình lên. Thở ra, chống hai tay xuống thẳng, gù lưng lên cao, sát cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống rồi. Lần hai, hít và đẩy ngực nào, mở vai nào. Nếu bạn cảm thấy ngửa cổ thoải mái thì ngửa cổ ra. Rồi thở ra, chống tay hạ xuống, gù lưng lên cao nào. Lần ba, hãy làm sâu hơn, hít và đẩy ngực nào, mở vai ra. Nếu bạn cảm thấy chất chứa rồi, còn khả năng hãy vươn từng tay một, tay phải trước chống xuống dưới gót chân phải, tiếp tục tay trái chống xuống gót chân trái. Nếu bạn cảm thấy còn khả năng mà ngửa đầu thoải mái thì hãy ngửa cổ ra, dùng cơ cổ để giữ. Nếu cần, bạn sẽ dừng ở đây và đẩy tiếp hông dần trước, đẩy ngực lên. Còn khả năng hãy từ từ úp mu bàn chân xuống, hãy lắng nghe cơ thể của mình và lựa chọn cho mình một mức độ phù hợp. Nào, 5, giữ ở đây. 4, đẩy hông dần trước. 3, 2 và 1. Hít vào, dùng cơ cổ là gập đầu lại nào.
Thở ra dùng cỡ đủ. Nâng người lên, chống hai tay xuống thẳng, gù lưng lên cạnh, mắt nhìn xuống rốn. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, buông lỏng người, mình thở ra. Hai tay chúng ta chống về đầu thẳng, giữ gót bàn chân lên nào, đẩy hông lên cao, chó giữ mình, con dài lưng lại kéo dài cột sống ra. Người mới bạn cảm thấy căng ta hãy ưu tiên cho lưng thẳng đã, hơi trùng gối lại, còn khả năng ta tiếp tục đẩy thẳng hai gối ra và hạ gót chân xuống thẳng. Nào mình giữ 5 4 3 2 và 1. Hít vào, thở ra trùng hai gối lại, nhẹ nhàng đi bộ hoặc nhảy về đầu thẳng. Hai tay ôm với cổ chân nào, đẩy ngược lên giữ cho lưng bạn thẳng. Nếu bạn cảm thấy căng, hãy cầm đôi hai tay lại gần phía đầu gối hơn. Hít vào, vươn dài lưng kéo dài cột sống. Thở ra, nếu căng bạn dừng tại đây. Nếu còn khả năng hãy tiếp tục gập người mình áp vào chân nào. Mình giữ nào 5 hay lắng nghe cơ thể và lựa chọn cho mình mức độ phù hợp 4. Nếu còn khả năng hãy gập người xuống 3. Đẩy ngược lên nào 2. Hãy thẳng lưng và 1. Hít vào, mình thở ra, chống hai tay xuống thẳng, tách rộng hai chân ra nào. Rồi tư thế bà để từ từ ta ngồi xuống nào. Quay sang hai cho chúng ta dễ quan sát. Hai tay của mình chắp lại nào, và đẩy hai cái cùi trỏ tay sang phía hai bên đầu gối nhé. Hít vào nào, đẩy ngực lên nào, giữ cho lưng mình được thẳng nào. Thở ra, chống tay trái xuống trước mũi bàn chân trái, vươn tay phải lên nào, vặn người 5, đẩy ngược lên 4, thẳng lưng 3, 2 và 1. Hít vào, tay trái vòng ra sau, tay phải cũng vòng ra sau. Hai tay cố gắng móc cổ, móc ngón tay vào nhau, móc được rồi thì cố gắng lân cổ tay nhau vào, nắm lấy cổ tay, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Nắm được rồi thì cố gắng đẩy thẳng cái cánh tay phải của mình nào. Và đầu mặt ngước lên trần nào. Nào, ngửa người lên, vặn người 5 4. Động tác này bài tập sẽ còn giúp cho chúng ta kích thích cơ quan tiêu hóa và thải độc. 3 2 và 1. Hít vào, buông tay thở ra, chống hai tay xuống thẳng. Hít thở sâu nào, hít vào, mình thở ra, chống tay phải xuống trước mũi bàn chân phải. Hít vào, vươn ngang tay trái lên, mắt nhìn theo tay, vặn người 5 4, đẩy ngược lên 3 2 và 1. Giỏi lắm, hít vào, tay phải vòng ra phía sau, tay trái cũng vòng ra sau. Cố gắng là mình móc được hai tay vào nhau. Đó, quay ngược lại cho chúng ta quan sát nhé. Mình móc hai tay vào nhau nào. Móc được rồi thì lại cố gắng là dùng lân lân tay nào. Tay phải mình lân lấy, nắm lấy cổ tay trái. Nắm được rồi mình đẩy thẳng cái cánh tay trái của mình lên nào. Mình tiếp tục giữ 5 4 3 2, mắt nhìn lên chân nào, đẩy ngược lên và 1. Hít vào, buông tay, chống về đầu thẳng, bước lùi chân về sau, chó giữ mình, thở ra. Hít vào, mình thở ra nào. Hít vào, đẩy người về đầu thẳng, tấm vạn.
hai tay chống mở rộng bằng vai, hai bàn chân của mình dở mở rộng bằng hông, bàn chân vuông góc với thẳng, siết cơ đùi, siết nhẹ bụng dưới tà giữa đây, 5 4 3, đẩy ngược lên, 2 và 1, hít vào, thở ra, đẩy hông lên cao, chó giữa mình, lưng dài, lưng kéo dài, cột sống nào. Tiếp tục rồi lại nhào người về trước, tấm ván, hít vào, thở ra, hãy từ từ thả võng lưng, còn dáng nào, duỗi mũi bàn chân ra, bẻ cong các đốt sống ngực của mình, từ dưới lên trên ngẩng đầu, nhấc cao vai, và giữ 5 4, đẩy ngược lên nào, 3 2 và 1, hít vào, nhẹ nhàng hạ người nằm sấp xuống, thở ra, duỗi xuôi tay, nghiêng đầu sang bên, hạ má, hít thở sâu nào. Chúng ta chuẩn bị tư thế châu chấu nào. Hãy quan sát trước, hít vào, chúng ta nén thở nào, nâng thân trên, nâng chân, nâng hai tay lên, thở thẳng, hạ xuống mình mới, thở ra. Chúng ta sẽ lặp lại động tác này nhiều lần nào. Cố lên, chúng ta bắt đầu, hít vào, nén thẳng lên, xuống thở, hít lên, xuống thở, ba hít lên, cố lên, nâng cao, xuống thở, 4 hít lên, xuống thở, 5 hít lên, xuống thở, 6 hít lên, xuống thở, 7 hít lên, xuống thở, 8 hít lên, xuống thở, 9 hít lên, xuống thở, 10 hít lên, cố lên, giữ, 5, nâng cao, 4, 3, 2, 1, hít vào, hạ xuống, mình thở ra, duỗi xuôi tay, nghiêng đầu, hạ má sang bên ngược lại, hít thở sâu nào, hít vào, mình thở ra. Tư thế cây cung, chúng ta sẽ quan sát trước, hai chân cọ lại, hai tay bạn nắm lấy bàn chân hoặc cổ chân, nắm ở cổ chân thì động tác chúng ta sẽ căng hơn. Hít vào này, bạn hãy nén thở nhé, đẩy hai chân đạp căng về phía sau để nâng cao thân trên lên khỏi thảm, rồi hạ xuống thì bạn mới thở ra. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu là lặp lại nhiều lần nhau, hít vào, nén thở lên, xuống thở, hai hít lên, xuống thở, mỗi một lần bạn hãy đạp căng hơn, ba hít lên, xuống thở, 4 hít lên, xuống thở, 5 hít lên, đặt căng chân sau nào, đẩy ngược lên, xuống thở, 6 hít lên, xuống thở, 7 hít lên, xuống thở, 8 hít lên, xuống thở, 9 hít lên, xuống thở, lần cuối nào, cố lên, hít vào, lên, hít thở bình thường, nặng, 5, đạp cao, 4, 3, 2, 1, hít vào, xuống, thở ra, duỗi xuôi tay, nghiêng đầu, hạ má sang bên ngược lại, mình hít thở sâu nào, hít vào, mình thở ra. Từ đây bạn hãy lật người lại, nằm ngửa nào,
Tư thế cây cầu, hai chân của bạn co lại, gót chân sát mông, bàn chân song song và mở rộng bằng hông. Hai tay của chúng ta duỗi, lật về phía sau lòng bàn tay ngửa nào, hít vào, nén thở, nâng bụng, nâng hông lên, cây cầu, rồi hạ xuống, mình mới thở ra. Hai, hít vào, nén thở lên, hạ xuống, thở. Ba, hít vào, nén thở lên, xuống, thở. Bốn, hít, nén thở lên, xuống, thở. Năm, hít, nén thở lên, xuống, thở. Cố lên nào, giỏi lắm. Sáu, hít vào, nén thở lên, xuống, thở. Cố lên, bài tập từ còn giúp cho chúng ta tăng cường nội tiết tố nữ. Bảy, hít vào, nén thở lên, cố lên, xuống, thở. Tám, hít lên, giỏi lắm, cố lên nào, xuống, thở. 9, hít lên, xuống, thở, giỏi lắm. 10, cuối cùng lên, nâng cao nào, thót cơ mông lại, xiết cơ đùi. 5, 4, cố lên, nâng cao. 3, nâng hết sức. 2, 1, giỏi lắm, hít vào, hạ xuống, mình thở ra. Hai tay ôm lấy gối, co hai gối lại, ôm sát vào người. Ta hít thở sâu nào, hít vào, mình thở ra. Bạn hãy duỗi chân ra nào. Tiếp tục tư thế bánh xe. Hai chân của bạn co lại, gót chân sát mông, bàn chân song song và mở rộng bằng hông. Đối với người mới, nếu bạn căng thì chúng ta có thể tạm thời mình chấm đầu xuống để mình giữ. Hai tay bạn chống ngược ra phía sau sát vào ngang vai. Hãy nhớ định tuyến của cổ tay chúng ta nhé. Định tuyến cổ tay. Tiếp tục nào. Hít một hơi này. Lấy sức này. Thở ra để bạn nâng đầu lên, còn thả nâng người lên. Nếu bạn thấy căng mà mình là người mới, mình chưa quen thì bạn hãy tạm chống đầu của mình xuống để mình làm quen với trạng thái dốc ngược. Còn khả năng tiếp tục là đẩy thẳng lên. Đó, khi lên được rồi ý, thì chúng ta cố gắng dồn trọng lượng của mình về phía cái tay, đẩy thẳng cánh tay ra, mở ngực nào, giữ. 5, cố lên, bạn sẽ làm được. 4, 3, đẩy người lên. 2, 3, 1, hít vào, mình hạ xuống, rồi ta thở ra. Hai tay ôm lấy gối nào, ta lăn tròn từng bước sầm sầm xuống thẳng. 5, 4, 3, 2, 1, mình thẳng lưng nào, lăn tiếp hai bên, nhẹ nhàng lăn hai bên. Rồi từ đây bạn hãy ôm hai chân, đổ sang bên trái, chân trái chạm thẳng, tay trái ôm lấy đầu gối, tay phải duỗi bằng hoặc thấp hơn vai, đầu xoay theo hướng ngược lại, thả lỏng đôi bờ vai chạm xuống thẳng, nhắm mắt và thư giãn. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, mình lật người lên nào, thở ra, đổ toàn bộ người sang bên phải, tay phải ôm lấy đầu gối, tay trái duỗi ngang hoặc thấp hơn vai, đầu xoay theo hướng ngược lại, hai vai nằm thoải mái trên thảm, vặn người nào, ta giữ ở đây, hãy nhắm mắt và thư giãn. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, mình lật người lại, thở ra, duỗi thẳng hai chân ra, sát chết.
hai chân duỗi rộng sát ra hai bên mép thảm, hai tay duỗi xuôi dọc theo thân, nằm thoải mái và thư giãn nào. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhắm mắt lại. Hãy làm giãn các cơ trên mặt. Hãy đặt trên môi một nụ cười. Hãy làm giãn vùng da ở giữa trán. Thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng khớp hông, khớp háng, đôi chân. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy thư giãn tâm trí nào. Tập trung vào hơi thở, hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên. Thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. Hít vào, mình thở ra. Từ đây, nếu bạn còn thời gian, có thể dừng video lại và nghỉ từ 5 đến 10 phút nữa thư giãn thêm. Sau đó, cử động nhẹ 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Hãy từ từ mở mắt ra. Hai tay ôm chéo hai vai trước ngực, hít và nâng cao thân trên lên khỏi thảm. Nghiêng người sang trái, phải, trái, phải, trái, phải. Thôi, ta hạ người xuống. Hai tay đàn nhau trước bụng, hít và vươn căng hai tay ra sau đó. Lật nửa lòng bàn tay, đạp căng bước chân ra ngoài nào. Rồi càng hết sức có thể. Từ đây bạn chống tay, nghiêng người sang một bên. Rồi chúng ta nâng người, mình ngồi dậy. Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn luyện tập thành công và sớm có được vòng eo thon gọn của mình. Hãy nhớ kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học. Và hãy nhớ uống nhiều nước. Bạn có thể xem thêm trên kênh của Hằng Nga trong danh mục danh sách pháp về chế độ dinh dưỡng và sức khỏe. Trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin về cách uống nước, làm thế nào uống nước để giảm cân và chế độ ăn của chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể giảm cân một cách khoa học. Chúc các bạn luyện tập thành công và hẹn gặp lại chúng ta trong những video tiếp theo. Hãy nhớ, nếu như bạn chưa đăng ký kênh của Hằng Nga, nhớ bấm nút subscribe nhé, cái nút hình quả chuông ấy, để chúng ta luôn luôn nhận được các bài tập của Hằng Nga mỗi khi Hằng Nga phát sóng và nhận được những bài tập hàng ngày của Nga. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Namaste. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Hằng Nga trong video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình các bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của Hằng Nga để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hãy nhớ bấm vào nút hình quả chuông các bạn nhé. Hằng Nga xin chào. Bye bye.